năm ngoái đến đúng năm ngoái. Năm ngoái như nào? Được năm ngoái là như buồng chuối. Là như buồng chuối, có nghĩa là ngày xưa nó phải ăn béo. Đâm ra là lên sân khấu là nghe Đan Nguyên chê giết, đâm ra là tự cảm thấy nhục nên là phải làm cho nó ốm xuống. Nó ốm quá nhìn xong rồi bảo sao lét thế. Nói chung là cưng cưng khen tất cả mọi người nhưng mà cưng chỉ chê mỗi chị thôi, mà chị là người thương cưng nhất đấy. 10 năm nay hát với nó rồi nó trả cho mình cái gì cả. Bởi vì có thấy Đan Nguyên có chê mình nhung chưa chưa đúng không? Bây giờ khen quá trời. Ừ rồi, đứng sát vào đây tập trung chuyên môn này hát nè. Dạ rồi. À quý vị có biết tại sao đúng không với Đan Nguyên đi show với nhau nhiều không ạ? Tại vì Đan Nguyên dễ bị hiếp. Ăn cũng không được mà cũng hiếp nó cũng chưa, mà nó bảo là ăn hiếp. Mười năm nay chị canh thì đã bao giờ chị được miếng nào chưa? Nguyễn Hồng Dung rất là muốn hiếp Đan Nguyên nhưng mà Đan Nguyên chạy hoài. Thôi Cương ạ, chị không còn mơ ước đến nữa, chị bỏ rồi. Khó quá là bỏ qua. Đấy. Thế nhưng mà thứ nhất mình không hiếp nên mà thực ra là nó vẫn thế. Có ai hiếp đâu? Đây quý vị đây, để xuống dưới này xem có ai chưa? Đúng, Đan Nguyên vẫn còn động thân vui tính mà càng ngày nó vui quá nó lại thành điên điên. Nó không bình thường đấy. Như là mình tới đây mình hát đây hát là hài và bây giờ sẽ là một bài hát vô cùng quen thuộc, kỷ niệm 10 năm ca hát của hai đứa, ca khúc nhạc sĩ Lam Phương lần đầu tiên đến với nhau. Thưa quý vị, nhạc phẩm được mang tên Cỏ Úa. Mình đang đây kỷ niệm năm ca những ngoài tuổi trẻ trăng ra buồn ngày bên trăng mơ con đường. Hôm nay mình thấy rất là vui bởi vì quá hạnh phúc vì quý vị quá tuyệt vời, phải nói một câu như thế. Anh chị em nghệ sĩ ai cũng muốn hát tiếp hết nhưng mà thời gian không có hạn. Cho nên Minh Tuyết xin tạm chia tay và hy vọng rằng là sẽ có cơ hội trở lại đây gặp gỡ tất cả quý vị một lần nữa được không ạ? Thank you, I love you. Cảm ơn cháu nhiều ạ. Đau đớn báo tin là casino và nhân viên an ninh vừa vào nói với tôi là xin quý vị không lên sân khấu nữa, quý vị đừng lên chụp hình nữa, bởi vì nó rất trở ngại cho những người tốt ở bên kia, người ta cũng muốn lên đứng chụp hình mà không lên được, thì xin quý vị đã đứng ở đây, quý vị cứ việc tổ chức lắng tai nghe, nhưng xin quý vị không lên sân khấu nữa, đồng ý không quý vị? Sở dĩ mà tôi phải nói thế theo lời yêu cầu casino là bởi vì nếu không thì tôi không thể giới thiệu người này được. Chào đón nam ca sĩ Đan Nguyên. Quý vị có khỏe không ạ? Wow! Đan Nguyên thấy là Đan Nguyên đi rất là nhiều nơi, nhưng mà nơi này là người đẹp nhất. Đó, hôm nay là biết bao nhiêu người đẹp đã hội tụ trong đêm hôm nay rồi. Nếu mà tiếp được quý vị có đánh bài thì chúc quý vị may mắn nhé. Hôm nay quý vị có vui không? Nếu mà quý vị vui thì Đan Nguyên sẽ gửi đến quý vị một bài rất là vui. Bài hát cũng mang tựa đề Thành Phố Buồn. Đan Nguyên buồn thôi. Đây là một bài hát mà từ lúc mà Đan Nguyên chưa làm ca sĩ, Đan Nguyên đã đi hát đi. Những lúc bên em anh đã đi đường.
gì, tại vì không muốn nhìn cũng không được. Cái tình cờ thì tôi không nhìn. Khi tôi có nói với quý vị, tôi làm việc với cô Kỳ Duyên 25 năm và tôi không biết cô là đàn ông hay đàn bà. Vâng, nhưng mà nói với người đẹp mà hát lại cực hay. Xin quý vị dành nhà pháo tay chào đón nữ ca sĩ Minh Tuyết. Hello. Oh my god. Wow. Hồi nãy Mai Vân có xuống tiếp nói là chắc có lẽ là không muốn xuống phút khác nữa. Thế các bạn rất là liên tiếp sân khấu thì Vân mới nói một câu thế này. Trời ơi, khán giả dễ thương lắm chị ơi, em khác nữa. Cho nên Minh Tuyết nghĩ rằng là hôm nay chính quý vị làm cho ca sĩ sung hơn, chứ không phải là ca sĩ làm cho quý vị sung, phải không quý vị? Yes, hy vọng là mỗi show mà tổ chức ở đây lúc nào cũng sẽ đông như vậy và vui như vậy. Và để không mất thời gian thì bây giờ mình quẩy nha. I love you too. Cô em là ai trong cuộc đời?